Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Viện. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui, tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày 2 tháng 10 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ có tiền bạc đội nón ra đi, mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Tý. Các nhà tử vi học cho biết, bị hung tinh kiếp tài án ngữ, người tuổi Tý có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh của đối thủ, nhưng không giành được bất cứ lợi thế nào. Đã vậy, bạn còn bị hao hụt một khoản tiền nho nhỏ, khách hàng cũng bị giành mất. Vận xui trong ngày ảnh hưởng khá lớn tới trạng thái tinh thần của những chú chuột. Bạn khá uể oải và chán trường vì kế hoạch đổ bể, ngay cả lĩnh vực vốn là thế mạnh cũng khó phát huy như ý. Bạn có thể dành thời gian rà soát lại mọi thứ, xem lỗ hổng nằm ở đâu, tránh cho kẻ tiểu nhân tiếp tục bắt thóp. Sức khỏe trong ngày cũng không được lý tưởng, tuổi Tý nên tăng cường luyện tập thể thao để nâng cao thể chất, hạn chế nguy cơ bệnh tật. Sức khỏe tinh thần cũng nên được chăm sóc cẩn thận, tìm cách giải tỏa áp lực trước khi nó cản trở tới cuộc sống và công việc của bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Mão. Ngày Mão Tý tương hình, người tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận, đề phòng thị phi bởi ngày này vận khí ảm đạm, có điểm báo khẩu thiện. Bạn nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Ngày này có thêm thương quan, gia tăng ảnh hưởng, tuổi Mão có thể bị cấp trên trách mắng vì chểnh mảng trong công việc. Bạn dễ mất tập trung vì có nhiều mối bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận. Có khi còn phải bỏ túi ra khắc phục khiến tiền bạc hao hụt. May mắn là chuyện tình cảm của tuổi Mão trong ngày hôm nay tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân có sức hút với người khác giới. Nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, tuổi Ngọ có điểm báo xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với người khác. Con giáp này chưa kịp suy nghĩ đã hành động theo cảm tính, dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả công việc và các mối quan hệ tình cảm. Bạn tốt nhất nên kiên nhẫn và kiềm chế tính nóng nảy của mình nếu không muốn mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có những chuyện chẳng đáng thì nên cho qua để giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý. Càng gay gắt, chuyện bé xé ra to sẽ càng dễ thiệt thân mà thôi. Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình cảm của con giáp này chẳng đi tới đâu. Nếu nhận thấy mối quan hệ không thể duy trì được nữa và khiến cả hai đều mỏi mệt thì hãy mạnh dạn chấm dứt. Tuổi Ngọ đừng quá bi lụy mà ôm đau khổ một mình, bạn xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Mùi.
Tý Mùi tương hại có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Mùi gặp nhiều thua thiệt trong cạnh tranh, làm ăn vào ngày thứ ba này. Bạn luôn nhiệt tình xông pha nhưng lại thiếu tầm nhìn xa trông rộng, gặp bất lợi cũng chỉ vì sự nóng vội của mình. Đặc biệt đối thủ sẽ lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt lợi thế của bạn. Điềm báo tử vi còn cảnh báo con giáp này có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc, đôi khi bản mệnh suy nghĩ thái quá, nói năng không kiêng nể bất cứ ai, vô tình tự gây ra bất lợi cho chính vận trình sự nghiệp của mình, không chỉ hiện tại mà cả sau này. Ngày này tuổi Mùi cũng không được ngũ hành ủng hộ cho thổ, thủy, xung khắc nên chuyện tình cảm trong ngày hôm nay ảm đạm, hiểu lầm đang khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng lớn dần. Nếu không tìm cách hóa giải, mối quan hệ này rất khó cứu vãn. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Năm tuổi Dậu. Chịu tác động của phá thái tuế, tử vi ngày mới cho thấy tuổi Dậu có thể sẽ rất căng thẳng và áp lực vì công việc. Do đó bạn cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe, thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Ngày này bạn cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề, tốt nhất đừng đem tình cảm cá nhân vào. Cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn. Kinh sinh xuất cho thủy, nếu như mối quan hệ tình cảm thường xảy ra bất đồng, khó hòa giải, thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó, con giáp này và người ấy nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn đề. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Tuất. Hung tinh thiên quan án ngữ, người tuổi Tuất có thể gặp không ít khó khăn do tiểu nhân quấy phá. Có những việc dù bạn đã tính toán rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi những sự cố có thể bất ngờ xảy ra. Nếu sự đã rồi và không thể thay đổi, bạn cũng đừng quá hoang mang, càng sớm chấp nhận, bạn càng có thêm thời gian để tìm ra giải pháp, khắc phục vấn đề. Bất cứ việc gì cũng cần có sự linh hoạt và nhạy bén để có thể vừa thực hiện mà vừa xoay sở tình hình được. Lại thêm thổ khắc thủy, mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng xuất hiện nhiều bất cập, cả hai đều có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau, lại không ai muốn nhường nhịn đối phương nên mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 7. Tuổi Hợi. Tỷ kiên xuất hiện, người tuổi Hợi được khuyên cần hết sức tỉnh táo, đừng để những lời xu nịnh hay những ý kiến xèm pha khiến bạn mất cảnh giác mà sa vào những quyết định sai lầm. Mọi việc hãy cứ tin vào linh cảm của bản thân, dùng kinh nghiệm và chuyên môn của mình để đánh giá tình hình. Ngày này bạn cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh. Họ có thể sẽ là những người trực tiếp giúp bạn đạt được những gì mong muốn trong công việc. Dù bạn vẫn có thể làm tốt khi làm việc độc lập, nhưng người biết cách vận dụng sức mạnh tập thể sẽ tiến xa nhanh hơn. Về tình cảm, bạn và người ấy sẽ có thêm một bước tiến mới đáng mừng vào ngày hôm nay. Cả bạn và người ấy nên thường xuyên tìm cách làm mới mối quan hệ của mình và cùng nhau thay đổi theo hướng tích cực hơn để tình yêu luôn bền vững. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 7 con giáp xui xẻo nhất ngày 2 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.